thuyền rồng này nè. Đây là chiếc thuyền rồng Bắc Mã mà mấy năm nay á là người ta đã vớt lên mà đem tại về ngay chỗ chùa Cà Nhông cô chú anh chị, mà để thờ gần bên cái lò quả thiêu cô chú anh chị. Vậy là để đây rồi cái nào ấy thì cứ bảo dưỡng vài tới cũng đâu có hư hao gì nữa, cũng gỗ tốt nữa. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cô chú anh chị nhìn nè. Thank you.